Dạ vâng, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và cũng là thời điểm cuối năm rồi, cũng chính là những lúc mà chúng ta cần tìm những cái mẫu xe ô tô, xe hơi đã qua sử dụng để đi trong những cái dịp lễ Tết sắp tới này mà giá thành lại vừa túi tiền và nó hợp với sở thích của quý anh chị. Thì bên Khánh vừa mới về một con Innova đời 2016 phiên bản số sàn nha quý anh chị, giá chỉ 400 triệu là chúng ta đã sở hữu được con xe này rồi. Nhưng mà cái thời điểm 2016 là cái thời điểm mà nó giao thoa giữa cái dòng mới và cái dòng cũ, thì cái mẫu này vẫn là mẫu cũ nha mọi người, là cái mâm đen được phay, là cái bản phay clip lại ha. Thì xe này đi cũng khá là vừa tầm với cho quý vị luôn. Thì mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh cũng là được lên khá là đầy đủ các option để chúng ta có thể lựa chọn một con xe phù hợp như con này. Thì Khánh mời mọi người chúng ta cùng nhau đánh giá cái con xe này nha. Dạ rồi, về phần đầu tiên Khánh xin phép quay sơ lược về cái nước sơn và cái ngoại thất cho mọi người xem ha. Về nước sơn này là do Khánh vừa mới lấy về thôi, cho nên Khánh chưa có qua sửa chữa hay dặm giá hay là làm đẹp xe gì cả. Khánh sẽ cố gắng quay chi tiết nhất và chân thật nhất cho mọi người coi. Cái phần về trước này ha, thì nó sẽ có đầy một chỗ này, xước một chỗ này thôi, thì bên Khánh sẽ đánh bát chắc ra chắc là ổn, không sao hết, cụm đèn thì đời 2016 thì cũng sử dụng được gần 6 năm rồi, cho nên cái cụm đèn nó có hơi bị ố một chút xíu ha quý vị, nhưng mà sử dụng rất là tốt ha. Đèn thì sử dụng đèn halogen nha quý anh chị, bóng đờ mi là bóng đèn xenon ha. Đèn cản thì đã được độ lên thành đèn bi rồi, bi halogen nha quý anh chị. Này là bi halogen, bi led, đây là bóng bi led ha. Rồi cái mặt ga lăng trước, logo và cái nẹp này còn khá là mới, khá là bóng ha. Khánh cũng xin phép bật số mí biển số cho mọi người xem luôn, 68192, biển cũng khá là đẹp ha, 6 nút lọc luôn. Rồi cụm đèn phía bên phải không, cũng có bị ố vàng xíu nhưng cũng có thể xử lý được chú anh chị. Cản trước thì nó bị trầy một chút xíu ở đây nè, Khánh sẽ xử lý lại cho quý anh chị ha, mọi người cứ yên tâm. Nói chung là xe đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng thì là xe được gọi là xe cũ chính hãng rồi, cho nên bên Khánh cũng kiểm tra rất là chặt chẽ về cái quy trình đầu vào của xe. Một số quý anh chị hỏi là xe có được bảo hành hay không, thì bên Khánh vẫn sẽ bảo hành tiếp tục cho quý anh chị từ cái ngày mình ra xe mua xe này ha, là 1 năm và 20.000 km. Tùy cái trường hợp này nó sẽ tới trước. Đó, cái phần cản ha quý anh chị, nước sơn Khánh mới vừa quay cái sơn cửa cho quý anh chị xem. Đây là cái vỏ ha, vỏ xe thì cũng khá là dày, còn khá là dày vì cũng mới được thay đát 2020. Xe lồng về nè ha, gầm nhúng khá là ổn. Mâm này là mâm phay clip, một mâm đen nha mọi người, mâm này mâm phay ha. Thì khi mà nó bị trầy chúng ta nó sẽ không có sơn lại như hồi trước nữa, mà chúng ta phải đi gia công cái mâm lại, không có sơn. Nói chung là sùng chỉ đồ còn nguyên vẹn hết, thì Khánh sẽ quay cho mọi người xem luôn những cái mẫu xe đời 2016 này đi rất là tiết kiệm cho chúng ta, vừa tiết kiệm xăng nè, chỗ ngồi lại thoáng nè, rộng rãi, mà giá thành lại là hợp vừa túi tiền với quý anh chị. Khi mà chúng ta mua xe ở hãng thì chúng ta an tâm hơn rất là nhiều so với những cái xe mà trôi nổi bên ngoài. Xe cũng được lên bộ ghế da cho chúng ta này ha. Về cơ bản thì xe này sử dụng ghế nỉ nha quý anh chị, lên bộ ghế da nè, nâu da bò, bọc trần cũng bọc trần 3D luôn ha. Thảm simili, thảm nhựa, đồ đầy đủ rồi. Về phía bên ngoài thì xe cũng đã được trang bị thêm cái viền phim cách nhiệt nè, viền che mưa, tay nắm cửa mạ rơm, cũng khá là đầy đủ cho chúng ta rồi. Đó, cửa sau tắp bi cửa vẫn còn sử dụng nỉ ha quý anh chị, vì gì cũng ít có đụng chạm tới nay cho nên nó cũng không có bị dơ. Các chi tiết thì còn khá là
mới và cái cửa này vẫn chưa bị hạ như quý anh chị. Khánh quay rõ cho mọi người xem luôn. Hai vỏ sao vừa mới được thay luôn nha quý anh chị. Còn cái gai nè, vỏ sao còn mới được thay luôn ha. Đát 2021 luôn nha. Còn gai luôn ha. Cụm đèn sau. Cụm đèn sau phải phía bên tài. Còn bình thường ha, không có bị rạn nứt hay là bị bể gì cả. Chúng ta nhìn một góc 15 độ nè thì chúng ta sẽ thấy được cái nước sơn và cái tình trạng của cái vỏ, cái áo của cái xe khá là mới. Vì cơ bản thì chưa có cái chi tiết nào nó bị hạ xuống hết mọi người. Rồi để Khánh quay cái cản sau và cái gầm xe cho anh chị xem ha. Cản sau thì cũng được trang bị thêm hai cái cảm biến da hai bên. Rồi Khánh quay cái gầm xe cho mọi người coi. Vỏ dự phòng ha, gầm xe cũng chưa được làm đẹp nha quý anh chị, vừa mới về thôi. Yeah, đây là anh Sơn của kênh anh công nhân bán xe, là cái anh mà Khánh thường hay quay chung với mọi người. Đôi khi mọi người thấy nghe cái giọng của hai anh em khác nhau nhưng thực ra là anh em hỗ trợ nhau thôi. Dạ, phần vỏ phía sau bên trái. Xe đẹp quá trời luôn này. Nay xếp nhà rồi này. Vỏ xe bên trái ha. Tình trạng xe khá là tốt. Rồi, Khánh mời chúng ta hãy xem vào cái khoang nội thất của cái xe như thế nào nha. Phía bên tài ha. À, xe cũng đã được độ lên nút đề startup nha mọi người. Nút bấm thông minh ha. Thì chìa khóa. Đây chìa khóa nè. Thì cũng đã được độ lên rồi. Để Khánh đề máy cho mọi người xem. Cũng gắn thêm cái đầu DVD cho chúng ta rồi ha. Đầu DVD. Xe đi được 128.000 cây nha quý anh chị. 128.645 km. Vì thực sự thì số km bên Khánh cũng cam kết cho quý anh chị luôn, cho nên quý anh chị cứ yên tâm. Đó. Về nội thất thì khá là sạch sẽ, bị gì bọc cái bộ ghế da lại rồi đó, cho nên nó rất là sạch ha, nó không có bị bám dơ bám bẩn giống như là cái loại ghế nỉ thường. Rồi Khánh quay cái khoang động cơ cho chúng ta xem sơ lược. Khánh sẽ quay chi tiết hết luôn tất cả những cái nào mà nó quan trọng để cho quý anh chị xem. Ở đây, đây là khoang động cơ xe Innova đời 2016, số sàn nha quý anh chị. Máy nổ rất là êm ha. Tất cả các chi tiết rồi còn nguyên bản hết nha quý anh chị. Cam kết luôn cho quý anh chị là không đâm đụng nè, không ngập nước và không tua đồng hồ. Tất cả các chi tiết còn nguyên bản hết ha. Cabo chưa hạ nha quý anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn. Được gắn thêm hai cái kèn sò cho chúng ta rồi. Dạ rồi, Khánh xin sơ lược lại. Đây là xe Innova đời 2016, phiên bản số sàn nha quý anh chị. Giữa năm 2016 ha. Và xe hiện đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 405 triệu cho một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi. Quý anh chị nào đang cần tìm những mẫu xe mà mẫu đời 2016 mâm đen như thế này thì hãy liên hệ với Khánh liền nha. Số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp cho quý anh chị. Và Khánh xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần tới ạ.